Nói chung mà lúc trước ở chùa Long Thành á, ở mấy năm cái bị chú Quân Chân ấy về nằm viện mấy tháng, nhưng mà chỉ ông đuổi khỏi nhà chùa luôn, cái mấy cái kia mới về nhà đi bán sớm bây giờ. Dạ. Chị cái đường đi ngang đường này hả chị tôi? Ờ đi ngang này luôn á. Chị gặp cái tượng Phật đó lâu chưa? Tượng Phật đằng đó đó. Cũng có lâu rồi. Coi như là người ta cũng thấy, người ta thờ cái người chủ trước này, người ta kể là coi như người ta cũng nằm mơ người ta thấy. Nằm mơ thấy hả? À. Thấy sao nằm mơ ta thấy là Phật biểu vậy đó. Phật biểu hả? À. Rồi mới đem chứ ban đầu là để mấy bên đây. Để mấy bên đây coi như ta làm để ta bán mà. À. Ta in ra để ta bán. Rồi cái ông chủ nhà ông mới nằm mơ. Từ ngày mình để tượng Phật là hết luôn im luôn. Coi như là giảm tôi bằng như là giảm 90%. Dạ. Là chú nằm chiêm bao, chú chính chú là người nằm chiêm bao thấy luôn hả chú? Thấy Phật nó, nói hả? Nói chung cũng thỉnh thoảng á, tại vì đó. Dạ Quyền Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Trên cái đoạn đường mà từ tỉnh Trà Vinh về lại Vĩnh Long á, thì Quyền Hồ bắt gặp hình ảnh là một cái tượng Phật đang ngồi ven đường này cô bác quý anh chị. Thì cứ ngỡ rằng là ở ngoài sau lưng này là có một cái chùa, nhưng mà không. Thì đây là chỉ là một cái bức tượng Phật quen đường thôi. Thì đây là cũng là một cái hữu duyên, thì Quyền Hồ gặp được cái tượng Phật này thì tí xíu nữa Quyền Hồ sẽ qua thắp nhang nha cô bác quý anh chị. Cô bán vé số hả? Vé số ngày mai nha. Số ngày mai hả? Rồi. Dạ. Bữa nay hết rồi hả? Ngày chị bán nhiêu tờ? Nhiêu? 200 tờ. Nhà chị ở đâu? Đường này có đường sải vô đường Hồng Hành á. Dạ. Đường sải vô. Chị bán cái số này lâu chưa? Bán 1 năm rồi. Bán 1 năm rồi. Dạ. Giờ bán hết sớm mình lấy đi, bữa nay đi bán trước. Dạ. Thì sáng là bán có 150 tấm á. Sáng bán tới 10 giờ. Hết là giờ đến chiều bán chiều. Dạ. Như là một bữa nào có mưa nữa 200. Bữa nào có mưa bán 100 tấm. Chị bị tạt chân hả? Thì cũng chân chân ha, mình nói chung đi đường mình nó yếu, đi dưới là té, dưới là té à, đi từ từ cái xe, đi lấy số hàng ngày. Lúc trước thì đi bán cái số đi bằng gì? Giống cây đi. Giống cây đi. Lúc kia đi cái gì nước phải rồi á, cái ông là gì có xả, ông thấy về là té, cái ông lên ông lại. Không bài cho cái xe được 5 tháng. Xe này được 5 tháng rồi. Được 5 tháng rồi, lấy số đó. Chị sống một mình hay sao? Chị sống một mình ở nhà, ba mẹ chết hết rồi. Ngày mốt á, tụi em khỏi nhà. Em buồn khóc quá trời khóc luôn, nói anh ba trên phố á. Mới cái nhà do riêng, có riêng được 1 năm rồi. Dạ. Lấy số 1 năm rồi, kiếm tiền sống ngày đó. À, chị có gia đình không? Dạ không, có gia đình. Một mình thôi. À, tại vì là năm 2000 đó giờ. À, hai chị em đi ra là trên phố á, dạ. Rồi tới Long An, dạ. Lái đụng, em nó chết. Ai bị xe tải? Em cháu chết mà bị tai nạn nó nói nè. Vậy là chị bị tai nạn luôn hả? À, bị tai nạn đó, cái hút lên rồi cái nằm bệnh viện 10 năm trời, rồi cứ như một ngày kia một tháng một triệu láng vậy á, nằm không biết như tiền bạc nó luôn. Bị chị bị tai nạn xe không hả? Xe tải đụng. Xe tải đụng chị đụng, hả? Đụng. Chứ thằng em thứ sáu đó, thì cái gì tới Long An xe tải đụng, em chết. Ở quận mấy? Chị ông hỏi đầu cầu Long An á. Long An nha. Đứng cầu xuống một xíu á. Cái lại đụng nghe cái ve luôn của mình để đầu. Cái người ta bắt mình lên thành phố làm, ở đâu biết gì đâu. Cái làm cái em tới cái áo rồi xét nghiệm. Còn cái số thẻ đó, xí nghiệp á, cái đầu điện lên. Đi làm công ty hả? À, xí nghiệp công ty thành phố, xí nghiệp với điện thoại trên 3 thành phố á. À. Nói điện cho ba mẹ ở nhà sắm mới chở em về làm hoa nó. Mình đã làm thành phố này 4 tháng trời. Làm 4 tháng luôn? Làm 4 tháng trời, cái người ta cho về cái chết á. Dạ. Về cái năm nghỉ bác sĩ Vinh Long. Dạ. Thì Vinh Long cho làm được 3 năm. Ừ. 3 năm cái bác sĩ Vinh Long bớt được rồi, cho về Long Hồn nằm. 2 năm nằm à. Nằm 5 năm nữa, 10 năm trời. Nằm mấy năm? 10 năm. Bệnh viện 10 năm, Long Hồ với Long 10 năm. Dạ. Vì tập đi đó 2 năm nữa, 12 năm trời. Ôi trời. Thì tập đi đó, ngồi xe lăn á, để bỏ xe lăn ra, tập đi đó 2 năm trời, đi được, không được. Với năm 2018 á, thế là tắm rút lên rồi đây nữa, rồi 75 triệu bạc nữa. Dạ. Rồi coi như là không biết bao nhiêu tiền bạc nó luôn. Ồ chị đẹp gái quá mà, hôm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? 48 tuổi rồi. Lúc chị bị tai nạn là bao nhiêu? 26 tuổi. Nhiêu? 26 tuổi. Lúc đó là chưa có gia đình luôn? Chưa có gia đình, chưa có bồ chị cho á.
cái em của chị thì chết tại chỗ. Em chết tại chỗ luôn. Em trai em gái. Em trai nó bao nhiêu tuổi? Con 20 quá. 22 tuổi à. 22 tuổi thôi. Nó đại học điện lạnh á. Đại học gì? Điện lạnh. Đại học điện lạnh á. Điện lạnh. À, cái bắt đầu hả? Hai chị em thối về tới Long An tại hai chục lượng. Muốn chết về tại chỗ luôn. Cái lúc mà lấy cái lăng đi á, đâu biết đâu. Chứ lấy là sao? Cái mã đó. Chứ đủ anh lấy chữ ai lên cuối tuần. Cứ khóc ngồi hỏi khóc quá, ngồi xe lăng khóc quá thì khóc luôn. Cái mẹ tới hỏi sao khóc thứ tư. Cái mẹ, mẹ. Con cái đồ này mà lấy biết cái mã đó mà không á. Mẹ hỏi cái nó gì mà kia lẫn vô vô này đều biết đi. Mẹ giấu mà. Dạ. Cái biết nói mẹ, mẹ con hỏi mẹ cái mã không phải là ai lên cuối tuần cho mẹ. Nó cục còn hai con á. Mẹ mẹ thưa anh mình mẹ nó láo con mẹ mẹ giấu không nó thưa anh là mình đâu anh mình ngoài quá giấu qua nhà cũng giấu nó quá bệnh đó cái đầu cũng yếu đó không có chờ cái đầu chơi được té chết luôn cái cháu qua nhà em giao cái nôi không chơi giao đó cái đầu khóc có ngày làm khóc quá trời không biết em chết á lúc đó đem mình đi hòn lợi 10 năm chờ cho mình đi hòn lợi đó 10 năm sau mới biết em mình đã chết rồi đường, chết rồi á khóc khóc quá thì không mấy tháng giờ luôn vậy mẹ nói thôi giờ con gái mình tỉnh đi mình khóc nữa Em với chị phù hộ chị luôn. À, nói gì mình chết nhà gái mà. Không biết nó chết á. Hồ khóc lưng thở lửa luôn. Trời ơi. Cái... Mà lúc đó là em với chị với em chị đi làm về hay sao? Thằng em mới lại học thành phố á. À. Đi mà mì mai. Dạ dạ. Dẫn làm đại học cái dẫn á. Chị đi làm nâng nuôi em mình luôn. Nuôi em mình luôn đó. Tới phải là 4 năm nay từ mới 3 năm 10 tháng á. Mới 3 năm 10 tháng rồi. Chết về tại chỗ luôn. Nhà chị có mấy anh chị em? Hồi lúc đó là 7 chị em mà nói chứ còn 6 chị em. Chị thứ tư hồi chết lần thứ 6. Dạ. Rồi nó chết được bây giờ mới biết được nó chết rồi. Bây giờ chị em út quá. Mẹ út nó chưa có gia đình. Bây giờ nó ở với nhỏ gái 2 con. Dạ. Rồi cái nó đuổi mình khỏi nhà. Cái anh ba thành phố nó cất nhà ở riêng. Dạ. Ở riêng từ năm, cũng là 1 năm trời rồi. Mà nhà. Chị từ đó giờ chị có nằm mơ gặp em mình không? Có là mơ gặp ai à? Lúc mình mới đây á. Lúc mà mới biết thì nó cũng nằm mơ. Lúc sau này là rồi năm 14-15 rồi cái lâu là mơ thấy nó hoài à. Nó khỏe mất như lúc bình thường vậy. Nó không có lấy là lúc đi ta lúc đi học nha. Nó cái mặt nó mớn á, nó cao lắm. Nó mơ thấy chàng vậy đó. Cái lâu mới thấy lần nha. Còn mẹ chết là cứ lo với mẹ, lo mẹ thấy mẹ. Mẹ biết rồi, biết mình như em khóc hoài á. Mẹ mình nó ác á. Khóc rồi cái tối rồi nằm mơ, rồi kêu gán khỏe đấy á, con gán khỏe con. Rồi nằm mơ thấy mẹ chứ rồi vậy. Chứ biết sao, cái đầu ống mất có não á. Nằm mà thấy quên liền là chỗ luôn á. Rồi liền có ai kêu kìa. Bây giờ sống một mình. Dạ. Cứ lấy cái số kiếm tiền hàng ngày sống một mình. Chị tên gì? Tươi là Kim Tươi. Chị Tươi ha. À, tươi. Ở đây là huyện Long Hồ hả chị? Ở là ấp Tân Hiệp. Ấp Tân Hiệp là xã Long Hồ. Ấp Tân Hiệp xã Long An á. Dạ. Là huyện Long Hồ. Dạ. Ấp Tân Hiệp xã Long An huyện Long Hồ. Dạ. Mình ở xã vô tí xíu là mình nha. Dạ cũng vô tình gặp được chị. Dạ. Mới nghe được cái câu chuyện của chị gần cái tượng Phật đằng kia luôn kìa mọi người. Chị biết cái tượng Phật đó không? Không có rồi. Biết không Phật á. Nói chung mà lúc trước ở chùa Long Thành á, ở mấy năm cái chị bị chú cần chân ấy về nằm bệnh viện mấy tháng cái mà chỉ ông đuổi khỏi nhà chùa luôn cái mấy cái kia mới về nhà đi bán sớm bây giờ chị có thường đi ngang đường này hả chị Tươi? Ờ đi ngang này luôn chị á. Gặp cái tượng Phật đó lâu chưa? Tượng Phật đằng đó đó có lâu rồi lâu nay rồi đó chị có thường đốt ngang ở tượng Phật đó không? Không có lúc mình đưa xe đốt ngang ở cái đầu Phật mẹ ông âm ở trên của ông ta nhâm chỉnh á cái đầu Phật mẹ âm á lúc nào cũng lúc nghe kiếm từng lấy cái cây cúng lần cái cây quần quánh thì cúng vậy ạ nghe cái hoàn cảnh của chị Tươi kể mà cũng buồn nghe ha hai chị em ruột ha hai chị em ruột á nói chung một Phật cũng ngộ hoài rồi cố gắng lúc nghe mình lấy cái số nghe Phật phù hộ coi như Phật Phật cũng lấy số ngoài đó thì Phật mà cô hộ lúc sáng tới 10 giờ là hết đó cũng may mắn là Bùi Hồ dự định qua bên kia quay về cái tượng Phật bên kia thì gặp được cái hoàn cảnh của chị Tươi trên cái đoạn đường này nè thì bây giờ chị sống có mình một hả sống một mình ở nhà dạ số điện thoại của chị Tươi là số mấy 07 khoan chị đọc cho mọi người có thể biết giúp đỡ chị 07832 ấn tượng đó chứ
không có đem điện thoại theo. Không đem điện theo luôn. Đúng rồi. Có chị này mua vé số tiếp chị tôi nè. Chị có mừng lại ngang thấp tùng thật đó không? Tùng thật cái bên đây nè. Vậy mình nói mình nghe đốt nha, đốt vừa phần chị lấy em 10 tờ. Đó là đốt nha, ra đốt nha, đốt nha, gấp phần được rồi. Hay nói mua 2 tờ. Cảm ơn, giờ mừng quá, chị mừng luôn. Em ủng hộ chị 10 tờ. Thôi cảm ơn nhiều, cảm ơn rất nhiều. 10 tờ, người ta kêu gì à, Long An đi. Chị muốn cho đài nào đó cũng được chứ đó. Long An đi. Long An có 10 tờ, 2 tờ, không có, không tới Long An, không có 10 tờ 1 lóc. Hay là 2 tờ lóc nha. Dạ. Rồi, Long An đi. Mười tờ, tới 2-3 số luôn. Tại vì Long An dạ, này sao đó, Long An này nó có nguyên lóc á. Dạ. Nó lẻ lẻ, còn nguyên cái nguyên lóc. Rồi 18 là lấy nữ, lấy nữ rồi 18 cho. Lấy nữ không? 8, 9, 10 đủ á, em sẽ lộn chị thôi. Rồi cảm ơn nghe. Rồi em tặng chị lại 1 tờ ha. Cảm ơn, tặng 1 tờ thôi. Dạ. Mai chú nhắn điện nha. Mà cái không liệu, mua, người, em là cái giọng gì? Đóng lại. Dạ. Em làm gì? Em làm YouTube. YouTube nghe Phật. Rồi con nghe trong YouTube chúng tôi gọi tấm số chúng em vô. Dạ. Rồi em chị giữ lại tấm này nha. À có 8 9 8 9 5 2 1 2 nè các bạn. Rồi con chúng số rồi em chúng số nha bạn. Các bạn sao nha bạn. Con lại đây tôi mà ra chúng số. Anh phụ hộ con nha bạn. Tôi chúng số được nha bạn. Giúp đỡ con nha bạn. Con cũng bán số nè. Cũng may mắn là Bùi Hộ gặp chị nghe được cái câu chuyện xúc động của chị. Dạ. Thôi em chúc chị sức khỏe ha. Chị đi bán tiếp đi. Tại số này là số ngày mai mọi người. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn. Nói nghe là tại vì mình không có nhớ cái điện thoại mình á. Dạ. Mình có điện thoại cho mình. Cái không phải tám mà hay sao? Dạ. Dạ thôi chị đi bán đi ha. Thì bây giờ chắc có lẽ là Bùi Hộ lại đây. Thì thắp hương cho cái tượng Phật đằng này mọi người. Thì cứ nghĩ rằng là Bùi Hộ cứ nghĩ rằng đây là ở ngoài sau lưng này có một cái chùa. Thì để tượng Phật ngoài trước này có một cái mái che. Nhưng mà không, đây là một cái tượng Phật ở vỉa hè. Căn nguyên như thế nào thì cái tượng Phật này lại có ở ngay tại cái vị trí này. Đây là cũng là một điều hữu duyên ha. Thì ở đây thì Bùi Hộ thấy có nhang nè, mọi người thắp nhang với lại bánh ở đây, thậm chí là bên đây có cả một cái lu nước nữa nè mọi người. Và đây là tượng Phật Thích Ca, hình ảnh của ông thì đang thiền định rất là trang nghiêm. Ở trên này thì có một cái lá bồ đề, ngoài sau đó hình như có một cái bóng đèn đó mọi người, ngoài sau lưng này nè, một cái bóng đèn đó. Và chắc có lẽ là rất là nhiều người đến đây thắp hương. Thì cũng là ở xa lại thì Bùi Hộ không biết là như thế nào thì cũng thắp hương cho mọi người. Đây thì mình sẽ thắp hương. Mong là Ngài sẽ phù hộ cho mọi người được bình an. Có đem một cái ống quẹt. Mới mua một cái ống quẹt đó mọi người. Mình không cần gặp Phật ở đâu thì mình giái đó ha. Cũng mong là mọi sự trong cái việc làm của mình sẽ được bình an và là gặp nhiều thuận lợi. Cho mọi người.
đó mọi người, mới vừa thắp hương xong thì cũng mong là Ngài sẽ độ cho cả nhà sức khỏe bình an trong cuộc sống. Rồi, cũng không biết là mình thì không có biết nhiều vì sao lại có một cái tượng Phật như thế này, thì đến đây chỉ mong là thắp hương để Ngài gia hộ độ cho gia đình cũng như là tất cả các quý vị bình an, an lạc, gặp được nhiều phước lành trong cuộc sống, tai qua nạn khỏi ha. Đây là một cái video clip khá là bất ngờ của Bùi Hồ trên kênh Bùi Hồ. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Cô bác quý anh chị mà có đi về Vĩnh Long mà đi về Trà Vinh ngay cái huyện Long Hồ nhìn phía bên tay trái đó, thì Bùi Hồ không biết cái địa chỉ là chỗ nào nữa. Ở đây là gần giữa đường đó cô bác quý anh chị. Thì cô bác quý anh chị có về thì thắp hương để mong sự bình an cho gia đình. Ngày xưa là không có con. Ồ đó, có chồng cũng lâu lắm con. Dạ. Rồi bán hủ tiếu được năm mấy là cái... Nhà bán hủ tiếu chắc cỡ năm mấy à. À. Nghe nói qua đó thắp hương rồi cái có con luôn. Rồi. Hồi đó thì coi như là tự người ta làm để người ta bán thôi. Ừ. Ta bán rồi để nó cái cũng có người. Ủa hôm rồi là cái đó có cái dù mà đâu rồi chị? Có cái bồ đề. Không có cái dù. À. Đó bồ đề coi như người ta mới làm cái dù đó. Sợ thấy Phật nắng với mưa quá là có mùi cho làm cái dù đó. Mà sao bữa nay không mới đi là bị gỡ xuống hay gì rồi không biết. Dạ. Nhưng mà tượng Phật đẩy ở bên đó đi ngang cũng thấy cái sự... Cũng có người, tại coi như là người ta cũng thấy, người ta thờ. Cái người chủ trước thì người ta kể là coi như người ta cũng nằm mơ, người ta thấy. Nằm mơ thấy hả? À. Thấy sao chị? Nằm mơ, người ta thấy là Phật biểu vậy đó. Phật biểu hả? À. Rồi mới đem, chứ ban đầu là để mấy bên đây. Ừ. Để mấy bên đây coi như ta làm để người ta bán mà. À. Rồi ta in ra để người ta bán. Rồi cái ông chủ nhà ổng mới nằm mơ. Ông mới là coi như là giống như là nằm mơ thấy là Phật biểu vậy đó. Hồi đó là ảnh trong bóng đâu nhiều đó. Mấy cái bóng đó là còn sót lại của ảnh trong á. Phật kêu là để một cái bức tượng bên đó. Coi như là đem ổng qua bên đó luôn á. Rồi là để đó mười mấy năm nay rồi. Không, mười mấy năm thì chị không làm, để gì chị mới về đây mấy năm nay thôi. Dạ. Còn khiêng qua bên đó để thờ thì mới vài năm nay hà. Ừ. Còn cái để luôn mà chưa có thờ thì chị không biết, trước đó thì chị chứ rồi nghe chị vợ của anh đó mới nói là Phật kêu nằm mơ thấy vậy đó, rồi mới khiêng qua đó thờ, rồi mới khiêng qua lượng mà ấy đó. Dạ. Khiêng qua bắt đầu cái người ta mới làm cỏ sạch sẽ. À. Rồi bây giờ ảnh đi chỗ khác, ảnh giờ chỗ khác rồi giờ cỏ nó vậy đó, nhưng mà chị vẫn thấy người ta đi đường, người ta vẫn thắp hương, ta đi ngang ta thấy đó. Dạ. Người ta cũng mua bông, mua trái cây, người ta thắp hương. Dạ. Rồi cho nên để đó luôn. Em cũng may mắn là em đi ngang đường này, em vô tình em gặp rồi em quay lại. Thì ở đây cái địa chỉ là ấp gì, xã gì, huyện gì, tỉnh gì chị có thể nói để cho cô bác quý vị biết, có thể đến đây thắp hương để cầu may mắn bình an cho gia đình. Xã ấp gì chị? Ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. Ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. À. Dạ, thì đây là quốc lộ gì ta? Quốc lộ 53. Quốc lộ 53 ha. Ừ. À, quốc lộ 53 ấp An Hiệp. Xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Có nghĩa là không phải là tự nhiên cái căn duyên là tự nhiên có cái, không phải tự nhiên có cái tượng Phật bên đó vậy. Mà do là cái anh này anh làm nghề đúc cái tượng Phật. Rồi anh nằm mơ nói là Phật nên nói để cái tượng Phật bên đó. Và từ đó cái tượng Phật lại an vị ở đó luôn. Dạ, và hàng ngày các cánh tài xế, em thấy là các cánh tài xế xe tải đồ thường ghé thắp hương ở đó hả chị? Chị thấy xe tải đồ nó cũng hay thắp hương ở đó rồi. Hồi xưa thì chị nghe nói cái này nó cũng có tai nạn nhiều á. Ừ. Nhưng mà từ hồi mà anh làm đúc tượng rồi đó thì nó đỡ, nó giảm nhiều lắm. Chứ chị cũng nghe người dân ở xóm ta nói thôi, chứ chị dạ. Thì chị mới về đây chị không có rành. Dạ. Nói chung là chị em mình, em thì chia sẻ để cho mọi người biết cái sự linh thiêng của Phật Pháp. Sự màu nhiệm của Phật Pháp đó, chứ không có gì để cho mọi người có thể biết, để có thể đến đây để thắp hương, để mang đến một cái phước lành cho mọi người. Thì thấy người dân thì người ta vẫn cũng có người đi giống như đi trên đường giống như cưng vậy nè. Dạ. Là người ta cũng ghé, người ta thắp hương. Rồi có cái là bây giờ thờ cỏ quá,
hồi đó thì anh làm sạch sẽ, anh trồng bông nhiều lắm. Dạ. Khi anh dời điểm lên trên trên ngay chỗ ngã ba Trấn Nhâm đi lên, bây giờ tôi đi lên chẳng không? Là tôi muốn hiểu rõ về đó, chị chỉ chủ cho con coi. Bây giờ con chạy lên chợ anh. Dạ. Bỏ một cái cầu, bỏ ngã ba mấy tay trái, tới ngã ba mấy tay phải, là đi lên chút. Tôi thấy cái chỗ mà tiệm mà đúc tượng. Dạ. Đúc tượng Trung Chánh. Trung Chánh hả? À, là đó là cái người chủ của tin ra ông Phật đó đó. À. Là tôi muốn biết rõ về ông Phật đó thế nào. Thì có ghé ngay chỗ cửa nhà đó là chính xác. Dạ. Là chính xác. Ờ, hay quá, cũng có nhờ chị ở đây gần kế bên đây luôn nè mọi người. Chị sát bên tượng Phật luôn á, thì chị có chia sẻ cái câu chuyện này để cho mọi người có thể hiểu rõ thêm về cái bức tượng Phật đang ngồi thiền ở bên vệ đường. Dạ. Thì cũng có dù đó mà cưng nói bữa nay chị mới để ý là chị thấy là đã bị lột cái dù xuống. Chị có thường là đó thắp hương không? Không, chị thì chị ít luôn. Qua được chị chia sẻ thì em cảm ơn chị nhiều, chúc chị sức khỏe an lành trong cuộc sống ha. Và từ cái đoạn đường tượng Phật ngồi bên vệ đường đó cô bác quý anh chị, chạy khoảng 2 km thì vừa hồ đang đến một cái nơi đúc tượng Phật của cơ sở Trung Chánh. Thì bây giờ thì Bùi Hồ sẽ vào đây để hỏi trực tiếp anh vì sao, trực tiếp chú vì sao lại đặt tượng Phật ngay tại đó, một cái nơi, tại vì Bùi Hồ nghĩ rằng là tượng Phật là đặt một cái nơi linh thiêng, thanh tịnh, ít ồn ào, nhưng ở đây tượng Phật thì lại ngồi bên vệ đường. Cô bác quý anh chị, không ngẫu nhiên mà tượng Phật lại có bên vệ đường như vậy đâu. Và bây giờ thì không nói nhiều nữa, Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào bên trong để nghe chú chia sẻ về cái câu chuyện tượng Phật bên vệ đường ha. Em chào anh. Tại vì em đi ngang thì bình thường thì em thấy tượng Phật á thì thường đặt ở trong chùa, nhưng mà em đi ngang thì thấy một cái tượng Phật Thích Ca đặt ở một bên vệ đường. Thì em nghe được một người chị nói là cái tượng Phật đó là trước đây là cái anh đúc tượng Phật ở đó hả? Đúng rồi. Dạ. Tại sao mình lại có căn duyên sao mình lại đặt tượng Phật ở đó chứ em đeo này giúp với? Tại vì lúc trước đó là của ông anh. Dạ. Ông thấy chỗ đó cũng hơi bị tai nạn á. Dạ. Rồi ông đặt cái tượng đó cho người ta lại người ta đốt hương rồi đó. Dạ. À. Rồi sau này ổng mới về anh đây, rồi về anh đây rồi thôi thấy chỗ đó người ta đốt ngang linh quá rồi thôi để cho người ta đốt, cho nên để cho ổng để ổng ở dưới luôn. Dạ. Đó. Thì cái tượng Phật đặt ở đó là bao nhiêu năm rồi ha? Dạ, này cũng không nhớ nữa, cũng hơi lâu lâu à. Tượng Phật nhiêu năm rồi đó? Trên 10 năm hả? Em có nghe của một bà chị là chia sẻ rằng là có Phật có về có nói rằng là nên đặt cái tượng Phật ở đó không ạ? Có rồi chứ. Tại vì về đó là coi như là về dưới là 10 mấy năm rồi đó. Dạ. Tai nạn cũng chí tôi coi như là gãy tay gãy chân rồi một tháng có khi quá lần tai nạn. Đầu là nhẹ nhất là cũng vậy. Rồi mới tu tôi làm ngày nay nên tôi thử cái tượng đó. Dạ. Thì từ lúc mà dựng lên tới giờ thì coi như là ok. Đường đó là tượng. Dạ. Nhưng điều có một cái đặc biệt đó là giờ ở đó là tượng ông Phật Thích Ca nha. Dạ. Nhưng điều tại để cái bần á, chỗ đó tai nạn nhiều quá. Dạ. Ở đây ta kêu Phật nghèo. Phật gì chứ? Phật nghèo. Phật nghèo. Là ngồi ở cái bần. À. À bần. Ừ. Bần là nghèo á. Phật ngồi ở cái bần là dạ. Nghèo. Dạ. Đó. Là cái bần là nghèo. Bần dạ. Tùng. Bổn sư. Dạ. À, vậy thì lúc trước á là chưa có đặt tượng Phật đó tai nạn xảy ra rất nhiều. Thôi như một tháng là 3 vụ mà nhẹ nhất là phải gãy chân. À. Gãy luôn á. Là chú là người chứng kiến ở đó luôn. Ừ. Dạ. Ở dưới mà. Dạ. Chú làm tượng này bao nhiêu năm rồi ha chú? Dạ. Cũng 10 mấy năm rồi. Dạ. Cũng mười mấy năm rồi ha chú. Dạ. Mười mấy năm rồi về dưới thì nói chung mới về rồi cũng yên bình lắm.
nó cũng ổn, mà sau thời gian sau mấy năm sau quá trời tai nạn luôn. Tai nạn khiếp lắm mà. Có khi cái cô kia đang chạy mà tự nhiên lũ vô đó, rồi tôi lấy xe ba gác nè. Tôi đưa cho đi rồi hỏi sao nó không biết gì sao, chạy tới đó nó tối tâm mặt mày lũ vô. Trời. Mà rồi cũng ngay chỗ đó không? Dạ, ngay chỗ đó không có chỗ nào khác. Nó cũng nói chung là không phải là ngay điểm đó hoài, nhưng mà cũng về ra về xuống khoảng một đẹp nó mới nhiều. Dạ. 4-50 mét. Từ ngày mình để tượng Phật là hết luôn, im luôn. Coi như là giảm, coi bằng như là giảm 90%. Dạ. Là chú nằm chim bao, chính chú là người nằm chim bao thấy luôn hả chú? Thấy Phật nó, nói hả? Nói chung cũng thỉnh thoảng á, tại vì đó là nhà tôi chứ. Dạ. Đối diện luôn á. Dạ. Rồi nằm rồi tôi nói thôi, cái vía thôi. Nó đi ăn trước mà thấy cái bằng nó không có gió mà nó lao sao vậy đó. Tôi không biết cái vấn đề gì. Rồi làm tượng Phật rồi tôi thượng ổng đó luôn. Nói chung là cũng không thấy gì. Điều con cái là cái linh cảm, như mỗi lần mà tôi ở trong nhà mà nghe cái gì là tôi sợ. Dạ. Tại vì nó bị khi bằng ở đó là cái cũng ấn tượng nó không có được tốt. Dạ. Tượng Phật đó. Sao mà chú lại giờ lên đây? Tại vì ở dưới thì sống cũng ok, láng giềng vẫn hòa đồng chứ không có gì hết. Dạ. Nhưng mà cái điều kiện hơi tế nhiệm chút, cái riêng ở nhà chứ láng giềng chứ ok. Dạ. Trong là ở dưới là rất là hòa đồng á. Dạ. Ở quê mình thì rất hòa đồng, rất là vui vẻ, láng giềng tình cảm nó rất là vui vẻ. Dạ. Sáng nay chú có thể chia sẻ con thì ngày xưa con rất tìm tòi cái các chú, các cô, các chú làm cái nghề gọi là đúc tượng Phật á. Thì thật ra thì tượng Phật là hình tướng của tượng Phật á, là do mình tưởng tượng ra thôi, do cái tâm trí của mình. Thì không biết căn duyên sao mà chú lại đến với cái nghề gọi là đúc tượng Phật hay chú ha? Cái nghề này nói chung này cũng bất chợt lắm. Dạ. Ngày xưa thì tôi ở trên thành phố Vĩnh Long á, chứ không phải dưới này. Rồi sau này mới về đây rồi tôi mới làm. Làm Phật thì làm chắc khoảng đâu được cũng gần 20 năm. Hồi đó thì làm đơn giản ha, đó thì làm đơn giản rồi xã hội phát triển lên rồi mình cái nghề mình làm rồi biết rồi nó cũng quen. Dạ. Mà con thấy hình tướng của Phật thì từ làm Phật tượng thì phải có hồn mắt được, phải rất là trang nghiêm, mà cái công việc này đâu phải là không phải là người nào cũng có thể làm được đúng không chú? Nói chung thì làm nghề thì mỗi người mỗi nghề chứ không ai mà tất cả mọi người đều làm một nghề hết. Dạ. Nhưng mà cái việc muốn có cái duyên, cái căn. Dạ. Nó đưa đẩy đến đâu thì mình cũng không muốn, nó thẳng luôn, mình chưa có suy nghĩ ra mà cái một cái duyên cái gì nó đưa đẩy tới. Thật ra thì cũng chưa tưởng tượng là làm nghề này. Đối với cái nghề mà đúc tượng Phật như thế này nè, thì khó nhất là cái công đoạn nào ha chú ha? Nói chung khó nhất là đây như quậy mắt này là rất là khó nè. Dạ. Cái khâu quậy mắt lên nè là rất là khó. Dạ. Còn những cái bằng khác thì nó vẫn đơn giản thôi, chứ nó cũng không có vấn đề gì. Dạ. Đó khi tượng về là hoàn thiện. Dạ. Đây là tượng mẹ Quan Âm. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát, cái khâu mà khó nhất là mắt. Tại vì đúng rồi. Tâm hồn á. Đúng rồi, quẹ mắt sao là mình cho nó có một cái hồn. Dạ. Quan trọng là mắt thôi. Dạ. Còn những cái vấn đề khác nó cũng đơn giản lắm. Dạ nó đúng rồi chú. Còn quan trọng là mắt thôi. Dạ. Chú là chú Chánh luôn hả? À đúng rồi, tôi trung chánh. Dạ, hôm nay thì con đến đây con chỉ muốn là tìm hiểu nguyên nhân tại sao có cái tượng Phật ngay tại đó. Nó cũng khá là lạ đối với riêng bản thân con cảm nhận. Tại vì con cảm nhận rằng là tượng Phật thì phải ở một cái nơi nào đó nó trang nghiêm, thanh tịnh, đặc biệt là như ở trong chùa. Nhưng mà đây tượng Phật lại ngồi bên vệ đường, thì con nghĩ không tự nhiên mà lại tượng Phật lại ngồi ở bên cái vệ đường như vậy. Mà có phải có một cái lý do nào đó thì con mới trên cái đoạn đường từ Trà Vinh về Vĩnh Long á. Thì con mới ngừng lại, con ghé, con thắp hương để con chia sẻ cái clip này cho mọi người biết, để mà có thể đến đây đến tượng Phật đó thắp hương để cầu bình an, may mắn trong cuộc sống gì đó chú. Thì con cảm ơn chú, chúc chú luôn
là có một cái sức khỏe dồi dào và càng ngày thì càng công việc của chú thì làm ăn phát đạt, và đặc biệt là tượng Phật Mẹ thì càng ngày càng đẹp ra, và có thể là sự linh hiển trong Đức Mẹ cũng như là Phật á, thì có thể mọi phù hộ mọi người có thể làm ăn sức khỏe dồi dào thành đạt, và con chúc chú sức khỏe dồi dào ha chú ha. Nói chung cái tượng đó là nhiều người lắm á. Dạ. Nói chung là có một cái người đó đi Bắc Nam, là coi như mỗi lần đi chiến nào đi Bắc là đi ngang đó. Nó có rồi có cái cô kia ở trên Sài Gòn về tặng cái máy che anh nhỉ. Dạ. Máy che thiếu anh nhỉ. Dạ. Và đây là một cái clip khá là đặc biệt trên kênh Bùi Hồ cô bác quý anh chị, cũng tình cờ ngẫu nhiên thôi. Có duyên, chắc có lẽ là có duyên với Phật pháp, và Bùi Hồ gặp được hình ảnh một cái bức tượng của ông Phật ngồi bên vệ đường, thì để thắp hương, đồng thời là chia sẻ cho cô bác quý anh chị có duyên lành thì đến đây để mà thắp hương tượng Phật để cầu mong cho gia đình mình sự bình an, sức khỏe, an lạc. Bùi Hồ cũng đã ra thắp hương và mong rằng là mọi người trong gia đình cũng như là tất cả cô bác quý anh chị khán giả xem kênh có sự an lạc, sức khỏe và bình yên trong cuộc sống nha cô bác quý anh chị. Bùi Hồ nhắc lại địa chỉ một lần nữa, ở đây là ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, và trên quốc lộ 63 chị. Trên quốc lộ 53. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở lớp sau.